Nhà thân mến thì có rất là nhiều anh em đến đây để mà ghi hình lại cái cảnh mà sụp ba căn nhà tại địa phương đây này cả nhà. Ở đây là thành Cần Thơ thì nhà này đó hả? Mày đi cho lần ké sông lớn nó lên này. Chào bà con. Vậy thì hôm nay mấy anh em cũng tiếp tục trở lại nơi cái vị trí sạt lở ở tại cầu Cần Thơ Bé đi vô là ba căn nhà đã bị nhấn chìm xuống đây quý vị. Và hiện tại là nước đang lên rất là nhiều luôn. Và hôm nay Hồng Định cùng anh em đến đây sẽ bơi ra ngoài sông quay cận cảnh cái ngôi nhà như liên tục cập nhật cái tình hình nơi sạt lở ở đây cho cô chú anh chị mình chúng ta coi cũng như chia sẻ nha. Dạ mời quý vị nha. Bây giờ Hiếu cùng với lại mấy anh cũng đi thẳng xuống mấy sông này kiếm một cái xuồng bơi ra đây để quay cận cảnh luôn ngôi nhà này cho khán giả mình cùng xem luôn ha cả nhà. Căn nhà mới có được mấy tháng nữa Hiếu? 6 tháng. 6 tháng hả? 6 tháng khoảng là 300 triệu mà giờ nó 400, em nghe chú nói là 400. Chính xác 400. Chính xác là 400. Giờ nó sập xuống là đổ xuống sông biển hết luôn rồi. Dạ. Hiện tại thì nước lên rất là nhiều nè cô chú. Bây giờ nước nó đang dâng lên đó cả nhà. Bây giờ là có lẽ là bây giờ đi mượn. Bây giờ là mượn một cái xuồng ở bên đó đó cả nhà, rồi mình bơi thẳng ra ngoài này luôn. Mình bơi ra ngoài này để mình coi luôn cả nhà, coi trực tiếp luôn cả nhà. Coi cho nó rõ cái cảnh cho cả nhà mình xem nó cụ thể hơn để cả nhà biết được cái tình hình hiện tại bây giờ nó như thế nào. Anh Định bên đó đó Định. Cái xuồng bên đó kìa. Mình anh em chuyên đồ ra. Chưa kiêng hết đồ thì gấp sửa nó đã có cái dấu xuống. Bắt đầu mình mới dừng lại kêu anh em ra. Đúng rồi. Ở cấp trước rồi thì nói có đầu có đuôi cấp trước mình thấy như vậy là mình mới điện cho công an phường với đội quân quỹ ban này kia nó lên cho nó chứng kiến. Dạ. Yeah. Vậy nó lên trong vòng nửa tiếng hồi trước rồi sau là cái chân 7:45 nó sập rồi. Dạ. Yeah. Chỉ có vài tiếng điếm thôi cả nhà là nó sập hoàn toàn luôn. Bây giờ thôi để Hiếu và lại cùng mấy anh em đi qua bên đó mượn một chiếc xuồng cả nhà. Rồi đi thẳng ra ngoài này luôn cả nhà. Cha con cũng biết nữa. Bụng quá bự rồi. 62kg hả? 62kg nha. Rồi ôi. Con Nguyễn Hiếu lại bên anh cổ anh Định luôn. Mình đi xuống xuồng mình mượn cái xuồng đây. Hồi nãy cũng có mượn ở cô chú ở xóm giềng ở đây rồi địa phương rồi cả nhà. Giờ bơ ra quay cận cảnh luôn cho cả nhà mình xem hết luôn. Đi. Còn anh Tùng bên đó hả? Chỗ này nè. Đây để em đây chỗ này nè anh Định. Chỗ này đi được nè. Có cái xuồng có cái dầm không Định? Mới dầm mới bơi được nha. Ở đây là mấy anh em nhìn không nước được cho nên xuồng bỗng nhiều. Nhiều ha, đi được ha. Thử biết lỗi không? Lỗi được, em lỗi được. Đây cameraman xuống. Đó, bây giờ chiếc xuồng này mượn nè. Mượn. Mình đi luôn cả nhà.
Đó có người cái nhà thì Hiếu sẽ quay chia sẻ hết hình ảnh của những bà con vùng này đã bị dìu đựng cái nhiều cơn sạt lở như vậy cả nhà. Đó. Không phải riêng ở cái chỗ này không đâu cả nhà. Xuồng nó lúc ngoài bây giờ mình định sẽ ra đó nha. Mình để áo này đi sẽ nó ướt. Nước hơi chảy đó anh Định ha. Nước hơi chảy nhiều đó. Lôi cái xuồng ở đây mới lên được anh Định ơi. Có không dây đó. Ok, màn hình nó tắt được không anh Định? À, dán quay bình thường ha. Bây giờ Hiếu cũng xuống luôn cả nhà. Hiếu cũng xuống luôn đường này luôn nè. Hiếu xuống luôn rồi. Quay cho khán giả mình xem luôn cho nó cận cảnh cho nó dễ. Anh Tùng đâu à? Anh Tùng. Tùng ơi. Nhanh đi, nhanh đi. Cái miếu kìa, cái miếu tụt dưới luôn kìa Hiếu. Dạ, đây hả? Cái miếu. Xuống xuồng nè, chút mình bơi đó mình quay cho nó an toàn, đừng đứng trên đó. Lỡ rồi đó. Sập rồi. Bữa đó bữa nay là sập nhiều rồi đó. Rồi bây giờ Nguyễn Hiếu mời cả nhà mình xuống xuồng luôn, chung luôn. Cho bằng cameraman xuống trước đi rồi chắc có lẽ là Hiếu bơi cả nhà. Hiếu chống đi. Rồi. Rồi chưa? Okay, rồi chưa mình rời bến nha. Mà xác vô. Chích vô, chích vô đây nè. Chích vô đây nè. Mà... Thôi không được anh Định ơi. Nó sâu quá. Sao không quay lại em? Quay cái này nè em chổi em thấy còn nhiều lắm. Mấy con đứng sát sát vô đi. Trời ơi. Rất là nguy hiểm. Đó cả nhà. Thì đó cả nhà thân mến thì anh em cũng đã đứng đi sát xuống dưới này luôn cả nhà để mà cho thấy cận cảnh được hết luôn chỗ đây. Em có anh Cao Tùng với lại anh Hồng Định cả nhà. Cái này là nó mới gớt ngày hôm qua vậy nè Định ơi. Mới gớt mới sáng hả? Mới hồi sáng luôn hả chú? Nghe cổ nói là cổ này ở gần à. Vậy hả? À, chú là chủ căn nhà tường đó. Chú ngồi ở đây. Em gái này như là chủ căn nhà bên kia phải không? Chủ rồi. À, chị này chủ căn nhà bên kia cả nhà. Mình đang nhà đứng đây ha. Trước hồi hai anh em đi là cái miếu đường chưa có lúng xuống đó làm đất. Cái miếu này là mới sập xuống ở đây luôn cả nhà. Đó cái này là cận cảnh nhất luôn cho cả nhà mình xem nè, cả nhà mình dễ thấy nè. Nó cả nhà. Sau khi là hai anh em mình quay vừa xong đó, khoảng tầm một tiếng đồng hồ sau là nó bây giờ cái miếu này nó sập xuống luôn cả nhà. Thì cái miếu này được nghe nói là ngày hôm qua thì còn, mà tầm cái tập chiều đó thì sập xuống luôn cả nhà, sập xuống hoàn toàn luôn. Nó. Cái con gì lắc lắc đầu á kìa. Thấy không? Gắn gắt hả? Đó, thấy không? Chú ý quỷ. Hết hồn. Hết hồn cái gì hết trời. Đó cả nhà, sát cận cảnh luôn cho cả nhà mình xem. Nó kiểu nó xuống dưới nó chẻ cái đôi cái làng, chẻ đôi cái ngôi nhà luôn cả nhà. Chỗ này nè, cả nhà thấy không? Nó chẻ đôi cái nhà luôn nè. Đó. Ôi ôi ôi, ôi anh Định ơi. Đó cả nhà. Ở trong này bây giờ nó kiểu như nó khuyết vô cả nhà. Rồi Hiếu nghĩ là phải từ cái mé này nè, từ cái mé lở này mà đi vô nhà nó chỉ còn khoảng chừng
2-3 mét nữa là tới bên cái miếng nhà bên kia cả nhà. Nhưng mà bây giờ nó cũng đang sụp hoài nữa cả nhà. Cái này đường ống nước gì ta? Bị bể rồi. Cái đường ống nước hả? Cái đường nước máy anh. Đường máy hả? Ừ, đường nước máy. Bây giờ mình đưa ra cho ngoài con coi luôn đi Định. Nó nói ra ngoài luôn đi Định. Ra ngoài luôn đó. Ở trong đây là có mấy anh em 3 người là người tiên mạo hiểm mà. Rất là mạo hiểm cả nhà, thật sự luôn là khi mà quay video này là rất là lo lắng, nhưng mà cố gắng cho cả nhà mình xem. Không được leo lên được đó Định ơi, leo lên nguy hiểm lắm. Ồ, cặp sát dưới nhà luôn hả? Cái gì? Ồ, anh Định chơi luôn anh Định. Mạo hiểm luôn hả? Trời ơi, rất là nguy hiểm cả nhà. Cái nhà cả nhà, khi mà nó sụp xuống rồi là nó sẽ chẻ đôi cái ngôi nhà luôn cả nhà. Nó chẻ làm đôi luôn. Đó cả nhà thấy không? Cái nhà thấy trong này nó chẻ làm đôi không cả nhà? Đây là cận cảnh hết cho cả nhà xem nè. Đó. Thôi được rồi, đừng vô. Đừng chợt xuống á. Đừng vô chợt không anh Định ơi. Lần đầu tiên mà tiếp cận cảnh này luôn cả nhà. Xuống kìa. Xuống. Thấy không Định? Thấy không? Nó lúng xuống kìa. Lên tim luôn á. Trời ơi. Nó thấy không? Kìa nè. Không có cái vật nặng đứng lên một cái là nó sụp xuống liền không kìa, nó ở cái nữa kìa. Kìa, thấy không? Nó. Nó cả nhà. Không có lên được đâu anh ơi. Xuống đi. Đó cả nhà, cận cảnh của này cho cả nhà mình xem hết đầy đủ luôn cả nhà. Ờ cả nhà thấy không, Hiếu nói là trẻ làm đôi căn nhà luôn cả nhà. Trẻ làm đôi căn nhà ra luôn cả nhà. Nước lớn rồi mới sợ gì hết. Rồi. Rồi căn nhà. Cả nhà. Phải xuống nước vô vậy. Cái này là phía sau ngôi nhà này cả nhà, cái này là phía sau sông này cả nhà. Đó thì mấy anh em. Ngã cái cột nó ngã nghiêng hết luôn á Định. Hết biết không kìa. Gãy hết rồi cả nhà, giờ sụp nguyên căn này xuống hết trơn rồi. Này cả nhà. Nhà nó bị sụp xuống bắt đầu nó chẻ đôi căn nhà đó luôn ha. Nó bẻ đôi. Này cả nhà. Sâu lắm, hồi nãy em đưa nguyên một cái cây dài này xuống là nó lút luôn á. Em không quay được nữa. Cái nhà bên kia cũng rất là lo lắng cả nhà, không biết là nói chung là mọi người nếu mà ở khu vực gần đây á, chúng ta nên kiên cố mọi thứ đi cả nhà.
kiên cố lại để mà tránh cái trường hợp mà đáng tiếc này xảy ra cả nhà. Mới 400 triệu anh. 400 triệu mà chú đếm trong vòng 7 tiếng đếm thôi là nó sạch sành xanh luôn. Sụp xuống hết luôn. Xuống có 30 giây mà, ba mấy giây à. Đó cả nhà. Giờ là mỗi chiều chú ra chú nhìn thôi chứ chú làm đâu có làm gì được nữa đâu. Nhìn rồi buồn ngủ thôi cả nhà chứ không làm gì được nữa. Giờ chú cũng muốn xuống lấy mấy cái sắt lên ở cả nhà rồi có thể nữa cho tận dụng mình xây nhà mới lên nhưng mà không có được cả nhà, rất là nguy hiểm và cũng không ai cho chú lấy được hết á, không cho chú lấy cả nhà. Mấy khung cửa sổ này cũng chú muốn lấy lại nhưng mà lấy không được. Bây giờ là xuống là nếu mà chệch một cái là rất là nguy hiểm cả nhà. Không biết nó lật hay là nó như thế nào bởi vì không dám cả nhà. Bây giờ là chân ở trong này là nó bị gọi là nó bị hỏng cái chân ở trong đó cả nhà. Ôi lên đi. Lên cả nhà ơi. Rồi lên an toàn cả nhà, hạ cánh an toàn. Để đem dép lên bờ đi đến 1 giây. Thôi lên được rồi cả nhà. Nhà của em, nhà của cô này. Ờ, có chú kia ha, là ba hộ ở đây. Là ba hộ này là đều là không có đất hết nha. Thì ba hộ trong cái chỗ này đây nè, có ngồi ở đây hết rồi nè cả nhà. Đó, ba hộ bị sự cố hết luôn cả nhà, rồi chỉ biết ngồi nhìn nhau thôi cả nhà. Đó, mọi người tập trung đây cũng rất là buồn khi cái cảnh này nó xảy ra cả nhà.